Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, các bạn có biết tại sao lại có phong tục lì xì ngày Tết không? Thực ra thì từ lúc bé thì mình cũng không biết lý do tại sao lại phải lì xì ngày Tết đâu. Nhưng mà mình thấy đây là một hoạt động rất là vui, rất là thích. Có tiền mà, ai cũng vui đúng không? Nhưng mà thực sự ấy, khi mà chúng ta đã nhận lì xì ngày Tết thì chúng ta nên biết lý do tại sao lại có cái phong tục này, để chúng ta có thể đón nhận nó với đầy đủ cái ý nghĩa thật nhất của nó, chứ không phải làm cho nó biến chất cùng với năm tháng. Thậm chí là có những người nhận lì xì còn không vui, thậm chí còn mâu thuẫn, còn là nói nhau cơ. Cho nên là hôm nay mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình biết về cái phong tục lì xì này, cũng như ứng xử mà chúng ta cần phải biết nhá. Về cái phong tục lì xì ngày Tết ý, thì đây là một cái phong tục rất là đẹp, mà mình được biết là theo cái phong tục rất xa xưa của ông cha ta, thì vào ngày Tết ý, thì các thần táo bị được chúng ta tiễn lên trời rồi, đúng không? Tiễn lên trời thì ở dương gian này sẽ không có ai quản hết, và từ đó là ma quỷ sẽ hoành hành, và đặc biệt là chú sẽ hoành hành với trẻ em và những người mà có sức khỏe yếu, khiến cho trẻ em bị sinh bệnh này, không có sức khỏe tốt này. Từ đó mà mọi người mới nghĩ ra một cái cách để khiến cho ma quỷ sợ và biến mất. Đấy chính là bỏ cái đồng tiền rất là sáng loáng ấy. Ngày xưa thì chúng ta hay dùng tiền, đấy là tiền tiền kiểu tiền xu, mà nó là bằng kim loại ấy, rất là sáng ấy. Thì họ sẽ bỏ cái đồng tiền đấy vào trong một cái bao, một cái phong bì màu đỏ, và sau đó là để dưới gối của trẻ em hoặc là những người có sức khỏe yếu. Thì như vậy thì ma quỷ sẽ không hoành hành nữa và sẽ đem lại cho họ những cái may mắn về sức khỏe. Chính vì vậy mà phong tục lì xì ngày Tết nó mang một cái ý nghĩa là hy vọng rằng người nhận lì xì, đặc biệt là trẻ em hoặc là người già, những người có sức khỏe yếu, thì sẽ có một sức khỏe dồi dào. Trẻ con thì hay ăn chóng lớn, bởi vì khi mà ma quỷ nhìn thấy cái đồng tiền sáng chói như vậy, nó sẽ sợ và nó sẽ chạy. Từ vậy, từ đó mà sẽ không thể làm hại trẻ con hay những người mà có sức khỏe yếu nữa. Cho nên phong tục lì xì ngày Tết là một cái phong tục rất là hay, rất là có ý nghĩa, với mong muốn là trong năm mới chúng ta sẽ bằng việc lì xì, chúng ta sẽ mang đến những cái may mắn, chúc cho trẻ con thì hay ăn chóng lớn, người già thì có một sức khỏe thật là dồi dào và thật là tốt, bắt nguồn từ một cái ý nghĩa rất là tốt đấy. Thì ngày nay chúng ta cũng nên hiểu về cái phong tục đó, chứ không để nó biến chất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái ứng xử mà chúng ta cần phải biết với lì xì, để làm sao thể hiện đúng cái ý nghĩa của phong tục lì xì ngày Tết của người Việt Nam chúng ta nhé. Điều đầu tiên đó chính là không được bóc lì xì trước mặt của cái người mà trao cho chúng ta lì xì ạ. Không được tính toán giá trị của đồng tiền, và điều quan trọng nữa là càng không nên chê ít. Nhiều khi các bạn thấy rằng ôi cái điều này sẽ không xảy ra đâu, nhưng mà thực sự là nó có xảy ra đấy các bạn. Đây là một cái điều mà các bạn cũng nên biết, và cũng nên cho em hoặc là các cháu của các bạn biết rằng cái ý nghĩa của việc lì xì năm mới là như thế nào. Và khi mà nhận tiền thì chúng ta không nên quá coi trọng cái giá trị của đồng tiền, bởi vì thực chất cái việc lì xì nó chỉ là một cái đồng tiền để vào đó để đem lại may mắn cho các bạn mà thôi. Việc chúng ta quá coi trọng việc giá trị của nó như thế nào, thậm chí trước mặt cái người đối phương kia chúng ta chê ít, thứ nhất là mình sẽ làm cho cái người trao phong bì cho mình rất là phật ý, bởi vì họ, đó là tấm lòng của họ mà, tấm lòng của họ cho mình với hy vọng là mình sẽ mạnh khỏe, trong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn. Vậy mà mình lại chê thì người ta sẽ cảm thấy trong lòng người ta sẽ khó chịu, người ta sẽ nghĩ rằng mình không biết điều. Đôi khi có thể là các bạn chỉ chê cho vui, cho đùa thôi, bảo là ôi sao mừng cháu ít thế, các bạn nghĩ rằng đùa cho vui thôi, nhưng mà thực sự thì người kia không cảm thấy vui. Vì thế hãy chú ý nhá, giá trị của lì xì nó nằm ở cái việc là họ mong muốn những cái điều may mắn, dồi dào về sức khỏe đến với mình. Chúng ta hãy cảm kích về điều đó và không coi trọng cái giá trị của đồng tiền. Cái điều thứ hai mà các chúng ta cần phải biết đấy chính là không nên chủ động đòi lì xì. Đây là một trong những cái điều mà các bạn trẻ cũng như trẻ em rất là hay có cái thói quen này. Bởi vì chúng ta thấy nó cũng là chuyện bình thường thôi mà, đúng không? Đến giờ rồi mà thấy cô bác nhà mình chưa lì xì cho mình là mình phải nhắc: ôi không lì xì cháu à, lì xì cháu đi. Ví dụ như vậy, thì cái việc mà thói quen đòi lì xì như vậy nó sẽ không được lịch sự, sẽ làm cho người kia cảm thấy khó xử. Bởi vì là nếu mà họ có lòng thì họ sẽ lì xì cho mình, còn nếu không thì cũng đừng chủ động, nó sẽ rất là mất lịch sự. Đừng để mọi người có ấn tượng về cái việc là mình là một người không biết điều. Thường là chúng ta nếu mà chủ động đòi như vậy thì cái người kia người ta sẽ không vui đâu. Hãy thể hiện cái sự chín chắn hiểu chuyện của mình. Và nhớ là dù là đùa thì cũng không nên nhá, bởi vì cái đó nó không quan trọng đâu. Với phong tục ngày xưa nó là cái ý nghĩa văn minh đó.
đó là cái ý nghĩa tốt đẹp, đó là mang đến sự may mắn, sức khỏe, niềm vui. Thế nhưng mà ở cái thời đại bây giờ, nó cũng giống như một cái nghi thức để làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn thôi. Chứ đừng có vì cái câu nói chủ động của chúng ta đòi mà sẽ khiến cho người ta không vui, thì làm phá tan cái bầu không khí Tết rất là vui vẻ này các bạn nhá. Ai có lòng với mình, ai tốt với mình thì họ mừng thì vui quá, còn nếu không thì thôi, đừng chủ động là người đòi lì xì. Thậm chí là có những người chuẩn bị lì xì các bạn rồi nhưng các bạn cứ chủ động ngay từ đầu á thì người ta sẽ không vui, người ta sẽ không có thích. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta nên biết, và chúng ta cũng nên nói với các em, các cháu của chúng ta để ứng xử một cách thật là biết điều. Và cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý trong cái văn hóa lì xì á, đó chính là chúng ta đừng quên chúc cái người mà lì xì cho chúng ta. Nhiều các bạn thanh niên và các em nhỏ có cái thói quen là nhận lì xì vui quá, xong rồi là quên, không có chúc ai cả, chỉ biết nhận thôi. Và đây là một cái văn hóa mà cần phải hình thành. Mỗi khi mà các bạn nhận được, đặc biệt là trẻ con, hãy dạy cho trẻ con ý, khi mà nhận được lì xì thì cũng nên nói những cái câu chúc đối với cái người trao lì xì. Thứ nhất là cái người trao, người ta sẽ cảm thấy người ta được tôn trọng, người ta sẽ rất vui, người ta sẽ nghĩ ôi mình lì xì cho mấy đứa trẻ con nó biết điều quá, nó ngoan quá. Và người ta sẽ có cảm giác người ta được tôn trọng, người ta sẽ thích hơn, sẽ vui hơn. Tết mà đúng không các bạn? Điều quan trọng nhất là chúng ta làm cho nhau vui, cho nên không thể thiếu những cái câu chúc được. Lì xì nó là một phần thôi, nhận xong rồi chúng ta phải nói ra những câu chúc nhá. Và cái điều số 4 mà chúng ta cần phải biết đối với cái phong tục lì xì này, đó chính là chúng ta cần phải biết ý nghĩa thực sự của nó. Tiền lì xì không mang theo giá trị vật chất, mà chỉ là mang theo may mắn dành cho nhau mà thôi. Nhiều gia đình ấy, thì có cái việc đấy là chính là cãi lộn, thậm chí cãi nhau, hãy thường bị ảnh hưởng bởi vì mâu thuẫn trong cái việc quyết định là xem là sẽ mừng tuổi ai bao nhiêu tiền. Nhiều khi nhà vợ thì nói là nên mừng tuổi từng này tiền, nhà chồng thì nói là phải nhiều hơn, ít như thế thì không được, người ta cười cho. Dẫn đến là bao nhiêu tiền nó làm cho các bạn mâu thuẫn với nhau, gia đình không hạnh phúc. Cho nên là mình hy vọng rằng cái việc lì xì này trong gia đình thì các bạn cũng nên thảo luận với nhau dựa trên cái tinh thần là chúng ta tôn trọng nhau, chúng ta mong những cái điều hạnh phúc nhất đến cho nhau, chứ không đặt nó làm cái áp lực nữa. Nhiều người khi đến Tết đến rất là áp lực bởi vì mình phải chuẩn bị rất là nhiều tiền lì xì, trong khi có thể là chồng mình muốn lì xì nhiều, thế mình không muốn như vậy, mình thấy cảm thấy rất là tốn tiền, mình không thích, và thế là cãi nhau, mâu thuẫn về tài chính tiền bạc, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, dẫn đến là cái Tết nó mất đi cái ý nghĩa của nó, tức là năm mới mang lại những niềm vui, mà là đó là cái thời gian mà mình rất là căng thẳng, rất là khó chịu, bởi vì sẽ phải chuẩn bị là sẽ mâu thuẫn đây, sẽ khó chịu đây trong cái việc là mừng bao nhiêu tiền, mừng như thế nào. Cho nên là dù các bạn thảo luận xem là như thế nào nó là hợp lý, ví dụ như nhà chồng của các bạn từng này là phù hợp, nhà vợ của các bạn theo cái phong tục của mỗi bên thôi, thì chúng ta cũng nên tôn trọng lẫn nhau. Chứ không phải chúng ta chỉ vì cái quan điểm cá nhân của mình, chỉ vì mong muốn của mình mà làm cho mọi người cảm thấy không vui. Hãy ngồi lại với nhau cùng bàn bạc làm sao cho nó phù hợp nhất, chứ đừng vì cái việc là mừng bao nhiêu mà cãi nhau các bạn nhé. Cũng đừng để cho cái việc mừng nó trở thành cái áp lực của các bạn. Thậm chí các bạn còn không muốn đi chúc Tết, không muốn gặp mọi người bởi vì áp lực, cảm thấy mệt, thì đừng để những vấn đề đó xảy ra nhé. Và cái điều cuối cùng, cái điều số 5 mà chúng ta nên biết về lì xì, đó chính là đừng bao giờ vì thể diện, vì muốn có thể diện mà chơi trội, mà mừng rất nhiều, mừng một số tiền rất là lớn. Như các bạn cũng biết rồi đấy, cái tiền mừng tuổi nó chỉ là cái đồng tiền may mắn thôi. Cho nên là chúng ta tiêu làm sao cho nó phù hợp với tất cả mọi người, theo mặt bằng chung của mọi người trong dòng họ của mình. Chứ đừng vì là mình thể diện quá mà mình tiêu thật là nhiều tiền, cho thật là nhiều tiền. Thậm chí thấy nhà kia từng này mình phải nhiều hơn cơ để mình có thể diện, thì mình nghĩ rằng đây là cái việc không nên, không cần thiết. Nói chung là nếu như các bạn có nhiều tiền, các bạn cảm thấy thoải mái với cái việc mừng thì cũng không sao cả, rất là tốt thôi. Nhưng mà cũng đừng bao giờ vì việc là chỉ vì thể diện thôi, mình không có tiền nhưng mình cứ phải chơi trội, thì đây là một tình huống hoàn toàn không nên các bạn nhé. Và mình rất hy vọng rằng mỗi một gia đình hãy có niềm vui về cái việc trao và nhận lì xì, chứ không phải là gây áp lực, bị áp lực, sau đó là cãi nhau vì cái việc là lì xì như thế nào. Hãy để lì xì, hãy để cái việc lì xì nó mang đúng cái ý nghĩa của nó từ phong tục, từ cái phong tục xa xưa của cha ông, đó chính là mang đến niềm vui, mang đến may mắn, và cùng với cái lời chúc và có một năm mới với sức khỏe thật là dồi dào. Và đó là chia sẻ của mình ngày hôm nay, mình rất hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây nhé. Chúc các bạn có một năm mới tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, người thân và người yêu của các bạn.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.